Bây giờ mình tụi mình sẽ đi lượm củi nha mọi người. Đây. Nè, có con nè mọi người. Coi nè cái già luôn nè. Đây chặt củi đi, múa lửa gì vậy? Đang làm gãy mà. Không chốt. Đây một đống củi luôn nè mọi người. Còn đống củi để đi nè. Tí đi xuống bắt cua nha mọi người để nướng ăn nha. Ui ta hái có hai trái banh luôn. Mày đá với cua chết hết rồi sao? Không được đâu. Rồi chạy đi. Bắt đầu chạy đi. Yeah. Rồi. 1 2 Lấy cây ra, lấy cây ra. Lấy cây ra. Coi chừng bé xuống không nha. 1 2 3 Chưa. 1 2 1 2 3 Action. Bây giờ mình sẽ lượm gác luôn nha. Xung quanh rất là nhiều gác luôn. Bây giờ xung quanh rất là nhiều gác và mình sẽ đi lượm gác nha mọi người. Mấy người không biết ở thì bẻ vậy trơn. Chưa. Ok, bắt đầu 1 2 3 Đây, bây giờ mình sẽ lượm gác. Đây một tí. Con hái có 1 cái cây. Đây. Cái này ốc thấy gì không con? Lật bự. Đây là đồ. Trời nhiều ốc quá vậy. Trời. Rồi lượm đi. Nhanh đi. Gì? Hình như là đòi cố sơn để lại nè. Cái nào? Này nè. Hộp bánh hả? Rồi. Rất là nhiều kiến luôn nè. Ủa con thấy kiến mà con thở ra một đai lên luôn. Bộ mà có lượm có bao nhiêu gác đây à, mà nó than đói bụng rồi nè. Không có đói nha. Nãy giờ con ăn con không nghĩ không có gác bụng. Thì nãy tụi mày ăn tao có ăn gì đâu. Không có ăn đâu. Không có nào vậy. Rồi ngày mai tiếp tục. Bây giờ bữa nay vô. Yeah, quá lần đi chơi. Ok, bye bye. Bây giờ mình sẽ đi làm than đốt củi. Ê, đốt củi làm ra. Đây. Tiền nặng lắm nha. Ui, wow, hấp dẫn quá, ốc chiên luôn. Chả là
bàn đẹp không Tiên? Đẹp. Quay cho tôi coi nha. Lấy cơm nè. Có nướng chấm nước mắm mà cái gì? Chấm muối là nó tươi ngon luôn á. Mới chấm muối gì nữa. Tí ơi, tao nướng chín hai con cá rồi mà mày chưa lên được, bắt được con nào luôn hả Tí? Mới bắt chín con cua này đó. Tự nhiên nó gãy cái càng rồi, cua chẻ mất tiêu luôn. Cái càng nó nằm đó. Thiệt hả? Trên chỗ thùng á, kế bên thùng á. Trời ơi, càng đó trong buôn năng nó còn đá vô mặt này nữa. Càng này nè mọi người. Cái càng của cua nè. Thằng Tí nó bắt con cua kìa. Bắt con cua để nướng kìa. Nãy chọt chọt con làm kỹ lại thấy hay hay. Đúng đó, nó không có con cá, nó con cua đó. Nướng cho nó nào. Trời ơi. Đó. Giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Quá xuất sắc luôn. Kìa, bắp cua để luôn. Đây nha mọi người. Cá nướng, nướng gì? Cái này là gọi là nướng gì vậy ha? Nướng chui không? Nướng cá. Này phải có nướng chui đâu. Cá nướng. Cá nướng đi ha. Ê, cái chén muối còn hấp dẫn dữ nữa nè. Hai tiệc thôi nha mọi người. Cái nắp. Đổ đũa ra đi. Nó xong rồi gì? Đúng rồi. Lỗ rồi ra cái đũa nè. Wow. Ngon vậy. Trời ơi. Phải Tí. Bữa nay Tí ở chặn luôn trời ghê trời. Nóng. Chấm ngon quá mẹ ơi. Cái ngon. Ăn đi. Ăn luôn. Có đủ đâu rồi. Thôi con không ra đâu. Đúng không? Ui đừng có lên. Nước hả? Cái cay. Trang giật dành. Ôi dạ. Trời ơi, ngồi đi ngồi. Cá nướng rất là thơm luôn. Thiệt. Ngon. Buồn rồi. Thời điểm. Con bún nó nặng luôn rồi. Bốn con à, ăn ngán luôn. Cái tiên là thịt lại á. Anh đây hai con ăn không đủ rồi ha. Lấy xương vô. Đưa nghe. Hồi mì đâu rồi hả nhóm á Hồng? Ăn hết mày vẫn kịp. Nhìn nãy chị nói gì hai con ăn đủ không? Hồi nãy hai con ăn không đủ rồi. Ừ. Mẹ thấy con ngon xỉu luôn. Nhìn đũa nữa hả? Xỉu gì ở chỗ luôn à. Tí chị lấy cái một chân. Rất là ngon luôn. Ăn bắp. Tí ăn à. Ăn ra. Này là dân giả nha chứ không phải là ở dưa. Ăn bắp. Nè, nữa không? Nữa. Thấy mọi người nha. Mọi người nghe. Ê, nghe nè, thằng Tí cái lỗ tai của mày kìa Tí. Hả?
lỗ tai, lỗ tai ăn ấy mày. Tại đi coi ăn với mày người ta. Gì? Nó phá gì vậy? Ngon á mày ơi. Ừ, ngon thiệt á. Ngon thiệt mà cô con. Thơm. Dành đấy. Dành kìa. Dành. Mày lấy tay ra. Không có biết gấp đũa mà dành, dành ra đũa hoài luôn. Dễ tới mơi không có miếng ăn. Rồi đi đi, rửa tay nghỉ ăn đi, hết rồi. Xương ho không vậy nữa? Nè. Đâu? Đó. Mày nói hồi tao đưa miếng ớt cho mày ăn giống bữa hổm nữa giờ. Rồi đi rửa tay rửa miệng đi. Nguyên bột da luôn. Không có. Mày biết không thấp. Ừ. Hết rồi, không chưa ăn gì. Mày ăn nãy giờ rồi. Rồi hết rồi, bây giờ mình tạm biệt mọi người đi. Không ăn nữa. Nó nói rồi nó đi tắm. Mày kêu nó cái nó nói trong cầu mày làm gì nghe. Lại cánh trước hay nó. Ta chơi rồi hả tắm. Cái ai lủng kìa. Ăn đi. Ai? Trời ơi ăn con cá. Quỳ đổ bớt xương ra đi. Ăn mấy nhà vậy? Đúng rồi ăn không? Tay hả? Thấy thế nào? Ngon hay không? Ngon. 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 Dạ, ngon không? Ngon không? Ngon không? Ăn nữa rồi quay rồi. Ngon không? Không. Ngon không? Ngon quay lại nó. Nhìn nó đâu? Làm như mặt mày bí ẩn lắm vậy á. Dần cái nắp. Tìm lại cái nắp. Ừ. Ăn bấy. Ngon. Rồi nha mọi người. Chỉ còn xương thôi. Thì mọi người nếu yêu quý kênh của mình thì đừng quên like và chia sẻ, đăng ký giúp mình để mình có động lực ra nhiều video. Bye bye.